mày bóp giùm tay tao miếng đi nhức quá à. Thôi em cầm bóp bóp vậy đó rồi anh cũng ngại ngại ngượng ngượng. Thôi giờ tao không chồng mày không vợ. Thôi tao mới yêu nhau đi. Thôi tao mới yêu nhau đi. Hai đứa đến đến với nhau thì đi ra khỏi nhà, không ở nhà này được. Và em đi. Nhưng em thì hạnh phúc của mình tự chọn. Không ai mang đến cho mình được. Thế còn bây giờ thì sao? Giờ cũng không liên lạc. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nào. Mời em. Mình tên Nguyễn Văn Minh, hôm nay em 33 tuổi à. Em đến từ Củ Chi. Mình đến từ Củ Chi. Dạ. Công việc của mình hiện giờ là gì Minh? Dạ, ở nhà giao hàng cho vợ. Vợ giờ bán hàng online à? Vậy hả? Giờ bán hàng online đúng không? À rồi, mời vợ Minh giới thiệu về mình. Dạ, em là Lê Thị Kim Ngân. Hôm nay em 35. Và hiện tại công việc là bán hàng online. Những cái đặc sản ở quê miền Trung, tất cả các loại mắm. Mắm nêm, mắm mực, mắm đủ là mắm. Kim Ngân là bán hàng online là lâu chưa? Dạ, sau khi bị bỏng là em bắt đầu bán. Tới bây giờ thì tính ra cũng gần 4 năm. Thôi sẵn đây hỏi luôn. Tại sao là bị bỏng vậy? Dạ em bị người chồng cũ dùng xăng gây ra bị như vậy. Em thì em bị trước Minh hơn 1 năm. Dạ em bị năm 2019, tháng 3 2019. Cái sự cố nó xảy ra là người chồng của em á, vì chơi banh bóng, cá độ đá banh á, rồi nợ một số tiền. Thì trong một phút mà kiểu như nông nổi, không có suy nghĩ thông á, thì mới dùng xăng lúc đó nửa đêm và đốt tính cả hai vợ chồng cùng đi với nhau. Với lại hai đứa nhỏ nữa đúng không? Dạ. Tính là cả nhà cùng đi luôn đó. Rồi hai đứa nhỏ có bị gì không? Dạ may mắn là lúc đó em rất là tỉnh táo, mặc dù mình đang bị lưỡi trên người á, mà vẫn mở cửa và chạy cho hai bé nó chạy ra ngoài, và hai bé nó không. Rồi cái bạn chồng của em bị có bị gì không? Cũng bị. Hiện tại thì phải trả án những cái gì mà mình đã gây ra. Trước hết là anh xin thật sự là xin lỗi vì đã gợi lại cái câu chuyện này nó không có vui gì. Nhưng mà thật ra như chúng ta cần phải nói ra một cái lý do vì sao chúng ta lại có một cái hoàn cảnh như vậy, một cái hoàn cảnh như thế này. Đó thì thật sự là anh xin được chia buồn và chia sẻ với cái câu chuyện nó không có vui gì cả. Dạ. Nghe. Còn Minh á, Minh là khác nữa đó. Em đi làm về xe nó bị hư. Rồi em ngồi em sửa bình xăng. Trong lúc sửa thì em có đốt thuốc. Đó. Nhưng bất cẩn bỏ bên cái bên. Quên đúng không? Lúc đó em quên đúng không Minh? Dạ. Em bỏ điếu thuốc hả? Bỏ điếu cái bên á. Và đây em xả xăng. Phật. Sửa bình xăng á mà đi hút ơi. Thuốc. Nó phật rồi nó cháy. Hết người không hay là nó chỉ từ mặt cho tới tay? Từ cái mặt tới cái bụng với tay thôi. Em Home thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Ai cứu em cái lúc đó? Dạ người nhà em cứu. Em về tới nhà rồi hả? Dạ. Anh hỏi cái tế nhị xíu nè. Bây giờ là hai cái vành tay là nó... Lúc đó bị ngoại tử nên bác sĩ không giữ là được. À bị ngoại tử. Chứ nếu như không hả giữ lại là nó ăn sâu vô. Thôi, cái câu chuyện nó không có vui. Nghe bây giờ chuyện... tôi thì tôi biết rồi. Nhưng bây giờ tôi phải hỏi để cho hai bạn này nói ra cho Quốc Thuận với lại quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Hai bạn này gặp cỡ ở đâu? Gặp trong cái hoàn cảnh nào? Và khi gặp thì cái ấn tượng các bạn về nhau ra làm sao? Thế nên là nãy giờ cũng đang suy nghĩ. Minh, kể đi. Minh, kể Minh. Hai chồng tình cờ gặp nhau qua cuộc ca phẫu thuật miễn phí. Vợ em có ghẹo, lúc đó là cái bằng chị em lớn hơn 2 tuổi. 2 tuổi. Dạ. Vợ em cũng giỡn cho không khí anh phong trào cho nó vui vui cắt chị em rồi. Nên vợ em ghẹo em nói thôi giờ tao không chồng mày không vợ. Thôi tao mới yêu nhau đi. Thôi tao mới yêu nhau đi. Lúc đó là đã nhập viện rồi, đã quen nhau là bao lâu rồi? Lúc đó là biết trước nhau mấy tháng rồi. Cái lúc mà biết nhau á là ở có chung xóm hay sao? Gần nhau thôi. Gần nhau. Dạ. Đúng rồi. Cách nhau 7 cái số. 7 số. Dạ. Rồi. Em thì dân Củ Chi mà thiệt tình lắm. Ai ghẹo sao mình nghĩ vậy? Chị nói sao em nghe vậy đó phải không? Dạ. Nhưng mà mình có bị xao xuyến bởi cái câu nói của chị ấy không? Có. Cái lần đầu tiên mà em gặp bà xã là em có cảm thấy trong lòng đã thích chưa, đã xao xuyến chưa? Trong lòng em rõ là rất mến. Mến chị ấy. Dạ. Đúng chưa? Cô này thích chỗ này em không? Em thích ổng không mà tại sao em lại dùng những cái lời ông bướm em ve nó vỡ ổng. Cái lúc đó thì em không có nghĩ gì.
thật sự không có một cái chút gì gọi là thích hay mến. Tại vì bản thân em là đang lúc đó trong giai đoạn mình vừa tổn thương thể xác lẫn tinh thần, cho nên là hầu như cái vấn đề mà nghĩ tình cảm là em không nghĩ. Thời điểm đó chồng em là một người nhút nhát, rồi kiểu như rụt rè thu lại như là chui trong vỏ ốc vậy đó. Mình muốn kiểu như lôi bạn đó ra để cho bạn đó hòa đồng với mọi người đó. Đó. Đó, đó vậy thôi. Rất là lười vận động. Những cái người bị bỏng là phải vận động nó mới hạn chế co rút. Ngồi nói chung là em dẫn mọi người đi để mổ, thì trong đó có mình thì em ngồi em nói em mày bóp giùm tay tao miếng đi, nhức quá à. Nó là cầm bóp bóp vậy đó, rồi anh cũng ngại ngại ngượng ngượng, thì kiểu như mình nói giỡn một cái câu nói thôi. Ai ngờ đâu tin thiệt. Minh là thật sự là có bị coi như là suy nghĩ với cái câu nói này của Ngân đúng không? Dạ. Ta xiến về ngủ không được luôn anh. Ra là em mà không có một ý gì hết. Em nghĩ gì hết. Đó. Lúc đó nói xong rồi thì em cũng như là em nói rồi thì thôi, em đâu nghĩ gì đâu. Rồi ra căng tin thì em gửi mọi người vô nhập viện hết, rồi em xuống căng tin em ngồi với một bé phóng viên. Hai vợ em nói chuyện, anh cứ ngồi bên cạnh giày. Ủa sao đi về đi coi chi đây vậy trời, cứ ngồi cười hoài nhìn hoài không chịu về. Nó chọn anh đi về trước đi, người ta còn công chuyện nữa mà, đâu về chung được đâu. Ngồi chờ hoài, chờ gần 2 tiếng chắc vậy đó. Mà lúc đó không nghĩ luôn. Lúc đó là Minh cũng đã biết về cái hoàn cảnh của Ngân rồi đúng không? Dạ, dạ biết, có nghĩa là đã chơi chung, gặp nhau chơi chung, xuống nhà chơi hoài. Rồi khi nào thì mới bắt đầu mạnh dạn tỏ tình với chị ấy? Dạ khoảng 4-5 tháng sau. Rồi rồi. Lúc đó là mạnh dạn kêu bằng em rồi. Chị cho em gọi chị bằng em đúng không? Nó thôi giờ em cũng ở mình với hai đứa con, thì anh giờ cũng gia đình thì cũng ở mình, thì thôi bây giờ hai hoàn cảnh nó giống nhau, mình cho Hùng Gạo hợp tác nấu cơm ăn đi. Trời ơi, nói chuyện như nói chuyện hội nghị vậy luôn á hả? Trời ơi, giống như nói trong hội nghị vậy. Nhưng mà thật ra cái câu nó dễ thương lắm nha chị. Đó. Và Ngân ơi, cho anh hỏi nè, trước đó là em có nghi nghi là ông đề ổng kết mình không? Nói chung là không bận tâm luôn. Không bận tâm cho nên bởi vì khi em nghe cái câu đó của ổng thì cái phản ứng của Ngân như thế nào? Cái lúc trong thời điểm đó là đang dịch, là nói kiểu như nói trên mạng thôi, như live stream với nhau, rồi trong phòng đó là 4-5 người, cũng có những người chị kia nữa. Mấy chị đó thì cũng chọc ghẹo vậy, rồi nói vậy thì em cũng nghĩ là nó giỡn. Người nó giỡn thì mình giỡn lại. Nãy giờ mày muốn tao mà chấp nhận mày thì mày phải biết đi chợ nấu ăn nấu cơm, biết chạy xe đi. Lúc đó là em ở quê, còn chồng em là ở thành phố. Và lúc đó dịch sợ, trong đây sợ quá, cái về quê tránh dịch. Nghĩ là mà chắc cũng nó giỡn với nhau trên mạng. Cho nên em giỡn lại. Em giỡn lại, em cũng nói vậy đó. Em nói mày kêu mày tao mà. Rồi lúc đó anh nói là sao? Lúc cười, đó mình cười không à, không biết trả lời. Thôi bây giờ mình chuyển về cái vợ chồng son là một chương trình rất là hạnh phúc. Mình nói cho chị nghe coi, cái lần mà mình báo với gia đình á là có bồ thì cái phản ứng của gia đình sao? Thì lúc đó gia đình không ai chấp nhận. Là mẹ hay ba hay là ông bà? Dạ ba. Lý do sao ba không chịu? Lúc đó ba thì biết Ngân thì quê thì ở xa, thấy Ngân có con rồi. Rồi kiểu như thấy vậy là không chấp nhận. Nhưng mà ba... Lúc đó em thuyết phục làm sao? Em nói với ba. Em mà không thuyết phục gia đình luôn. Nói chung là ba không cho hai đứa đến với nhau. Ba em nói nếu như hai đứa đến với nhau thì đi ra khỏi nhà, không ở nhà này được. Và em đi. Nhưng em thì hạnh phúc của mình tự chọn. Không ai mang đến cho mình được. Thế còn bây giờ thì sao? Giờ cũng không liên lạc mà. Không liên lạc luôn hả? Mẹ em mất sớm, rồi cha em bước thêm bước nữa. Bao nhiêu lâu rồi em chưa liên lạc với ba? Gần 2 năm, em bước đó đi là không liên lạc. Nghĩa là bước ra khỏi nhà là đi qua nhà vợ ở luôn? Dạ. Hay là qua nhà ai? Qua nhà vợ ở luôn. Cách đó mấy cây? 7 7 cây số. 7 cây số. Lúc đó mà khi mà Ngân biết câu chuyện đó thì Ngân như thế nào? Ngân nghĩ đơn giản là cuộc sống mà bây giờ hai đứa như thế này rồi, nương tựa với nhau. Còn cái vấn đề mà chỗ ở hay là nhà cửa thì không quan trọng, chủ yếu là sống hạnh phúc bình yên hay không. Là nói là thôi giờ cứ về đây ở, hai đứa lai bán hàng, buôn bán hàng, sống mưu sinh, chăm sóc cho nhau. Khi mà em thấy Minh tới nhà mình, Minh nói về cái việc mà Minh phải đi ra khỏi nhà như vậy á, em cái cảm xúc của em nó là sao? Cái thời điểm đó thì cảm thấy thương, xót ruột, tại vì mẹ mất từ nhỏ rồi. Bây giờ hoàn cảnh như vậy, côi cút vậy rồi, rất là khó tìm được một cái người nào đó mà đồng cảnh ngộ như là ba Minh mong muốn. Là muốn tìm một người lành lặn cái này cái gì đó. Thấy Minh cũng thiệt tình. Nói chung cái điều quan trọng là mình cùng cảnh ngộ, nó dễ hiểu nhau lắm. Thì mới nói thôi,
Bây giờ mình chấp nhận cùng sống để cùng chăm sóc cho nhau. Chị thấy nếu như chương trình này mà nhiều khi ba hoặc là chị gái của mình có coi á, chị nghĩ là chắc là ba với lại là mọi người trong gia đình sẽ suy nghĩ lại. Vân á, thì Vân nghĩ là nếu như anh với lại là chị của mình mà thấy có xem được á, thì Vân nghĩ là nên mở lòng với bạn Minh, với bạn Ngân. Ba cũng biết về hoàn cảnh của Ngân mà, đúng không? Cho nên là ba cũng sợ là nhiều khi Ngân cũng có các con nhỏ rồi, bây giờ hai vợ chồng như thế này rồi không đủ sức, không biết rồi lo cho các con như thế nào nữa. Sợ là hai đứa lớn chúng ta sẽ có những cái nỗi lo mà chúng ta không hiểu được đâu. Nhưng mà như chị Vân nói, sau khi chương trình này anh hy vọng rằng là mọi thứ sẽ được hóa giải. Đúng rồi. Và các em sẽ về với gia đình, một cái gia đình lớn. Nhé. Mình có muốn về nhà gặp ba không? Nói chung thì cha mẹ không gặp. Đúng rồi. Bây giờ là cái lúc mà ba nên mở lòng. Ba sẽ thương Minh cũng như là thương Ngân nhiều hơn nữa. Bởi vì Minh chịu thiệt thòi nhiều. Ngân rất là xúc động. Em có muốn nói gì với ba không? Cả hai đứa đều nói một cái điều gì đó với gia đình. Đúng rồi. Tụi con quyết định một cái khi mà được chưa sự cho phép thì đó là có thể là một sự nông nổi. Cũng không biết có được gọi là ba không nữa. Mỗi lần mà khi mà có một bữa tiệc đó, mỗi lần chồng của con hát là đều áp ba về cha, rất là xúc động. Thì con nhận biết là chồng ấy rất là thương ba, rất là muốn được về gặp. Nhưng mà cả hai người á, cái cảm giác như là có một cái gì đó mâu thuẫn, khúc mắc lớn, hoặc là một cái lòng tự trọng hay một cái gì đó con không biết. Thì đến ngày hôm nay thì bây giờ đã có cháu rồi, thì cũng hy vọng là mọi cái đó nó tiêu tan, nó bỏ qua, để mà con cháu nó được có một nơi, ví dụ Tết hay một ngày lễ nó cũng có một nơi gọi là ông cội nguồn đó, cội nguồn để cháu nó về. Nhiều lần con khuyên chồng là mình làm con, mình nhường nhịn một chút, mình hạ mình xuống. Nhưng mà thực sự chắc có lẽ là khó. Vì lúc vợ chồng thì con cũng có khuyên nói mình là con mà kệ, mình nhẫn nhịn đi, mở lời trước đi. Ngân nói đúng là mình được. Trong cái cơ hội này mình cứ nói vài lời chia sẻ với ba. Còn tất cả mọi chuyện nó còn là ở ba nữa. Ba có mở lòng hay không? Chuyện gì nó cũng đã xảy ra rồi, thì em mong muốn là ba cũng liên lạc bình thường với con. Anh chỉ mong muốn vậy thôi. Thôi thì mình mở lòng đi anh, mở lòng để mà mình nhận con, nhận cháu mình. Hồi nãy có gặp em bé trong phim trường rồi, rất đấy là nè, bây đáng giờ yêu nè, để cho ông nội thấy mặt cháu nè. Đây con. Đây nè, trời ơi thương quá. Ôi cưng quá đi tụi mình đó. Nghe. Đây là một cái hình ảnh mà thật sự mà nếu mà nó tất cả những ông bà hay cả những người lớn mà nhìn cũng đều cảm thấy rằng là đáng yêu cả. Đó thì mong rằng là cả gia đình chúng ta sẽ sớm về thăm ông nội nha. Theo anh thì các em đã làm phải đạo rồi. Đúng rồi. Thôi bây giờ cái phần mà tật xấu của nhà giật mặt. Hồi nãy giờ bây Minh giờ nó hiền quá. Trả hỏi mình Minh trước đi. Mình trước đi. Có ỷ lớn tuổi mình ăn hiếp mình không? Có ăn hiếp em không? Có nha anh. Trời ơi. Thấy chưa? Nó kêu ăn hiếp là coi như mắt sáng lên liền đó, thấy chưa? Kể đi mình. Chiều ăn cơm rồi cũng phải nhõng nhẽo rồi. Cũng phải nũng nịu. Cái nhõng nhẽo với cái ăn hiếp nó khác nhau nè. Nhỏ không làm bắt đầu mới ăn hiếp. Thấy hiền quá rồi. Mọi chuyện rồi cái đó phải làm như vậy nghe. Không được nghe chứ. Rồi không làm thì làm gì, có nhéo, có ngắt hay là không có. Làm thì ngắt nhéo tối là giận hơn. Không cho ôm. Thế thì Minh mong muốn Ngân thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn bớt bớt hung dữ là tí. Cái hung dữ mà dữ nhất á là ở làm gì? Nó thể hiện ra sao? Có khi muốn cấu xé luôn nữa. Cấu xé luôn. Trời ơi xé này chắc xé đồ quá. Rồi giờ tới Ngân đó. Gom góp nhặt lại là cảm thấy là vô tâm. Sau khi sinh thì nội ngoại hai bên không có ai hết, chỉ có hai vợ chồng. Sức khỏe của em thì nó đã không khỏe rồi, vừa chăm con nữa rồi vừa bán hàng nữa. Không bao giờ nói một câu mà
bà mệt không hay là mẹ mày có mệt không. Nói chung là không có hỏi han, không có một cái gì tỏ ra quan tâm hay một cái gì hết. Nhiều khi mình nghĩ thôi kệ, chồng mình còn nhỏ dại quá, mình làm gì. Nhiều khi đó ba mày coi lại sao chứ, mẹ mệt lắm, mẹ đau lưng lắm, sao ba mày vô tâm quá vậy. Thấy à, ba thương ba để bụng chứ ba không nói được mà. Để mà không chịu nói ra mốt nó xình bụng đó. Phụ nữ người ta thích nghe, thấy không? Rồi còn gì nữa nè, vô bếp là hãy cầu nhầu, bếp là của chồng. Nhiều khi ví dụ em thì cái tính hay quên, thì mình vô bếp mình lấy cái này mình để chỗ này chỗ kia, kiểu như mình để không đúng chỗ thì thôi, mình đã biết cái tính vợ mình hay quên rồi thì thôi chịu đựng chút đi, vô vô bếp này kia vậy đó, ở này cái gì đó cằn nhằn ha, thà đừng vô đó, thà vậy không? Đừng vô. Em thì cứ thích là làm món này món kia, kiểu không phải là nấu ăn mà thích làm bánh kiểu này kiểu kia, bày ra làm video mình tương tác trên mạng mà cứ vô bếp là đuổi. Nhiều khi em cảm thấy em không còn là phụ nữ nữa, em giống như là em là chồng còn mình là vợ vậy. Trời ơi, có ham chơi không? Có nha. Chơi gì? Chơi gì? Thích những cuộc gặp bạn bè này kia vui vẻ vậy. Có nhậu không? Có. Mà mỗi lần xỉn vô thì như thế nào? Xấu tính. Xấu tính, xấu tính sao? Như không có làm chủ được mình, không biết mình nói gì, nghĩ gì. Thật ra là những cái mà Ngân nói, anh công nhận đó là những cái thật xấu đó mình. Cái điều mà em muốn mình thay đổi nhiều nhất là cái gì? Mình hạn chế những cái cuộc vui, bạn bè, nhậu nhạc. Bản thân tụi em bây giờ nó đã khác. Cũng không phải là mình không hòa đồng được với cuộc sống, nhưng mà mình đã là một thế giới của người khuyết tật thì chắc chắn nó sẽ khác. Và cái điều thứ hai là quan tâm vợ một chút sẽ vun đắp gia đình hạnh phúc hơn. Chị thấy em rất là may mắn, em có một cái gia đình thực sự là rất là hạnh phúc luôn đó. Vợ của em thì nói chung là giỏi giang, yêu thương em hết lòng, mà bản thân em cũng yêu vợ. Cái gì mà mình có được rồi thì mình nên giữ. Em nói đơn giản là em thương Minh bởi vì cái sự côi cút, không có tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Đó là một cái sự không may mắn của đứa trẻ đang đến tuổi trưởng thành, tuổi lớn. Bây giờ như hai đứa bé của em cũng vậy, em cũng hy vọng Minh sẽ rút kinh nghiệm từ bản thân mình từ hồi nhỏ, thiếu thốn tình cảm để mình dành cho con mình. Anh nghĩ là sau chương trình này chắc chắn Minh sẽ thay đổi. Trước khi chúng ta chia tay, anh muốn Minh có một điều gì đó nói với Ngân. Đúng rồi. Không? Đầu tiên là cảm ơn mày. Nhiều người lắm nha, nói về thiệt tình nha. Đã dành cho bà hạnh phúc. Em đang rất là nhận được nhiều thứ. Tình cảm của Ngân, tình cảm của hai đứa nhỏ. Và sắp tới đây sẽ là tình cảm của con của các em. Em không lẻ loi, tại vì bên cạnh em còn có bốn tình yêu rất bự, luôn luôn đồng hành. Bây giờ mình có rất là nhiều thứ rồi, chứ không phải là không có gì để mất như xưa kia nữa. Cho nên là mình phải sống đó, để là giữ gìn nó, trân trọng nó, để nó sẽ càng ngày càng lớn rộng hơn nữa. Đúng mà rồi. Sau chương trình này là em có biết bao nhiêu người thương em nữa. Em yên tâm đi, Minh không lẻ loi. Ok. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, con gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữa gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. Du học về, du học sinh về, đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi, thay đổi về ngoại hình. Con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch là đậu trên rất, cái lá sen rất là chê. Cô Nhi ơi, chê. Anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? Lần một thì con làm ở Việt Nam, tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không vẫn không đẹp, và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má, thế là nó to quá, và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong, con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu. Sao? Nó là một trải nghiệm trong cuộc đời con đâu, mà con nghĩ. Con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây, tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ, mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có được cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là làm Hàn Quốc? Lần cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng, thì bảo tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi.
rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu vì làm nhiều quá rồi, làm cái không mãn xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi, đi sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái, con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok anh ngồi đây anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc, xong lâu đi ra. Con ok đi ra phải thế, đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok. Thế sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thế sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok, anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy gì. Con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thấy nói ấp ống xong rồi sao gọi, không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc bảo thôi chết rồi, hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9:30 tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9:30 này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào thôi, mà cửa kiếc sắt xiếc có to trông như ngân hàng ấy. đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì tôi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Là vợ anh đây thật á? Thế bảo vợ anh thôi rồi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, làm hết mặt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi có đúng là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại vừa đập đi xây lại vợ rồi. Ăn gian chưa rồi con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu. Ôi rồi vì lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó là như kiểu là sắc ướp Ai Cập ấy, bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo, xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về để về khách sạn nghỉ ngơi đã. Để biết tại là phải về dìu luôn, người yếu lắm chú ạ, vì mổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này, xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây xong rồi bảo đây là đâu, tôi là ai. Thì lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ. Có nghĩa là nói đúng không? Lúc ấy nói yếu không nói được nhiều. Đi lại chỉ cần nắm tay là biết rồi. Dạ. Thế là con mới đưa về khách sạn thì con lúc đấy còn bực lắm lúc về con, bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn, bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng, một tiếng nói kia mà thôi nhìn mặt nó kia trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nốt rồi tính. Thì con tự nhiên lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đấy, có một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này ở lại chăm sóc, sáng đi mua cháo nấu rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám.
Xong rồi con còn nhớ có một ngày mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú. Rét. Rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi ở dưới ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút. Rét, mưa nó hơi bắn vào mặt. Đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi đưa vào đúng cái bộ đúng cái cảnh là cô đơn thì tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. Hồi đó con chưa thân với mọi chị em mọi người đây lắm, con bảo tưởng Việt Nam quá. Trong đầu mình mà đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây coi trong đầu luôn. Đây là quân địch đến không lo chuyện lạnh lùng mặt quay thì mà không nói vợ em ở trên mọi người đi lên đấy ở dưới tiếp một ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn lại đỡ là do cái mặt lúc là con nghĩ là ly dị luôn. Ôi, về đến sân bay là đòi ly dị phải không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa rồi. nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy, tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không, thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi, không trả lời cũng là anh đồng ý đúng không? Nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á, rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng nói rất là kinh là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Anh bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần. Thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá. Thì con cũng thấy là thôi, mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám. Và cái mặt con tiêm ý là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần. Và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm. Con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh. Hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu không nổi. Không cãi nhau chịu không nổi. Hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt để thành mái che hết mặt rồi. Về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là sao? Lại rồ lên lần nữa. Ôi rồi ôi, lại đòi bỏ nhau lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn giờ chưa bỏ nhau. Cái hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay. Vợ con đi nhà hàng thì là đang rất là chờ người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra. Từ xa thế trông giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình. Mình bảo trông cũng rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Con bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt đấy. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. nhưng mà con công tâm được dạ. Công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Dạ. Cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xe lại, vâng, con còn nhớ thì khi chúng ta có đi coi phim, mà nhất là những phim Hàn Quốc mà mình Mỹ đó, vâng, đó cái lúc mà tháo cái bằng nhẹt luôn, búng ra một cái, trời ơi hào quang tỏa. Đây đúng một cô gái, một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt, dạ, mở cái mặt ra, ra cái sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp thôi ạ. Còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu, vết khiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ. Chứ đợt mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng thôi chú ạ. Nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau. Thời gian sau. Đó.
Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong hàng sáng ngủ dậy. Có nghĩa là có phải không, nhưng mà bây giờ xinh quá trời. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Con không nói con sửa con không biết luôn á. Con cũng để tự nhiên và rất nhiều người khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói không sửa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Ồ, nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra lần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần. Là tại 8 lần. Dạ vâng ạ, tại vì lần, nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồ tí thì con chồng con thông cảm lần sau chồng thôi, con nói ra chung là mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện cái hình okay này là quá ok rồi. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Một? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Tật xấu. Vậy thì quá quá trời năm để mà bao nhiêu phẫn uất cho con nó. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Vâng. Và hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ đó bây giờ tới con. Có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều ạ. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính, rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng là chồng vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là nóng giận làm lắm. Gì? Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất. Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa đã chuẩn nhau. Đúng rồi, nóng nhất là cái đấy đấy. Có bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Dạ, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng lúc tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này, thì con mới lại để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua lại nhìn thấy thế là cứ hét lên là thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời. Con mới là người được bảo cần được bảo vệ nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương chú ạ. Lúc đấy là bảo mà đây lại cái hàng xóm nhà mình này nó chết giờ buồn là oan ức. Oan ức ạ, oan ức ạ. Nóng tính này. Nóng tính à? Nóng tính rồi. Sao? Bà con đang bừa bộn. Bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng bà con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rồi mặc xong vợ con mặc quần áo. Đi rồi còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out. Vâng, check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó và rồi con có phải là người đi hốt hay cái đó không? Con cũng phải dọn. Nhiều thuốc đang không phải nhấc cả chân lên hút bụi. Mà vợ con nó mua đồ, gọi đồ gì ship về các thứ mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây? Vậy 2 là, năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online. Có nghiện không? Có. Như vậy là cũng là nghiện shopping. Nghiện mà không nhớ nổi mua cái gì. 2 năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nào. Thế bảo trên đấy em hết hạn thì anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè. Thường người ta nói đó, đi mà nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Một con lãng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên rồi. Chưa thẩm mỹ. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ là bẩm sinh. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8 9 lần đúng không? Nhớ hết luôn. Chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày ở đấy. Rồi, thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Con mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là để bớt nóng tính. Bớt nóng tính lại. Dạ, vẫn là bớt nóng tính. Biết là nghe chồng hơn. Dạ. Theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá, tác động vật lý, cái túi mũi, cái lỗ mũi mình là bị còng. Đụng vô cái gì, cái độc ra. Dạ. Trúng vô cái lỗ mũi mình bị còng, cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa. Đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi.
À, con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế, nhưng từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau, không tỉ thí võ công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng, bọn con còn đánh nhau mà chạy đứt cả dép, chồng con chạy đứt cả dép. Rất đấy. Là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu, à, con không biết là mọi người như nào, nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao? Như thế nào là vô tâm? À, thì quên ngày quên giờ. Tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không, tất nhiên là không được như phim. Nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí, nhưng chồng con lại là người thật quá. Nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con. Nên là đã từng có lúc con đòi ly dị chỉ vì là con thấy chồng con yêu, không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người một cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em. Anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin. Nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn. Và con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc tức hồi đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng ạ. Đúng không? Không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ví dụ như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn. Rồi. Thì con cũng là đấy. Hay con quá. Cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu cái thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến bây giờ này. Con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con mấy đấy điểm con tự đánh giá. Cô thấy ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước, tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn, quên nắm tay luôn, cô không nắm tay luôn đó, thì con bảo là mình đấy, vô tâm như tâm vậy đấy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng, rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn, tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận với điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, phải dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì. Và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế cái con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi. Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ, vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi hay là con nhẹ nhàng thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi xong chồng con nói tiếp con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu căng lên tí thì căng chồng lên. Con lại thôi căng lên. Thế tức là chồng con là mong bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế là con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói qua nói lại nữa. Còn à? gì nữa không? Hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo. Nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ. Yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa?
Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn, chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Tức là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không, không, không có ai bỏ nhau được như vậy cả. Nên là cố gắng, không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu tàu chồng con không quay đâu. Dạ, quay chồng không? Con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Hôm con biểu diễn ở đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok. Mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi nhoi. Nhoi nhoi. Tức là không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen. Thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá. Thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con. Còn con vẫn cứ, con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả. Thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Đúng ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả. Là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, thí dụ như con không thích quay. Dạ. Thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Dạ không, con cứ ngồi đấy phải bỏ đi thì đâu thì bà lại cũng thích lắm nè. Bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là thành cái nhau. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái đất luôn. Vâng vâng ạ, bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Ồ. Lên TikTok làm thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu. Bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi. Cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong ủi quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày cho trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang về cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Mọi người đang vẫn đặt cho con biệt danh. Cái nét đó là khán giả là mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao. Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, ta lúc đầu là không hiểu đâu, lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Nên là chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai đoạn, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau. Chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Dạ. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con
không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị. Nay là 14 năm rồi. Sẽ còn là bao nhiêu? 14 54 năm nữa là bao nhiêu? 14 năm nữa là đám cưới, đám cưới vàng. Vâng. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần, 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm nữa. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Vâng. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó, sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh. Chương trình tình trăm năm đó. Vâng. Không, cái chương trình của mình á, cũng là đám cưới vàng là comeback lại được. Dạ, yeah, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt đó, thì không biết rằng là con nó hạnh. Không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. Vâng. Thực ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Không, 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 biết chuẩn bị quà luôn. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con cũng biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy. Đứng lên luôn chứ. Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi dồi. Cho ngày hôm nay. Thì, ôi dồi ôi, con bất ngờ quá. Em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dui với chị biên tập và con bảo là con sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị học phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước sân khấu không. Con còn nói thế. Có khi lại Rung kìa. Ô sao không mở ra được anh? Ôi. Ôi cái gì vậy? Lại... Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng, thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con, đấy là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta là kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của vợ con. Xin cảm ơn. Trời không chừng hồi bốc tâm chúng tưởng son nữa, 5 cái hộp son. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc. Vâng ạ. Và luôn luôn yêu thương nhau. Vâng. Và mãi mãi là sắc son với nhau. Cảm ơn ạ. Vậy con có thấy là bảo là chương trình là có chú Thuận là chương trình chọn cái tên rất là hay, vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng, tắt biển Đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Rồi.